Đấy, chào mọi người, chào các bạn trở lại channel của Lit TV. Hôm nay mình sẽ bắn khẩu AK-103 phiên bản kim loại bóng. Khẩu súng này nó hơn đam khẩu đạn 103 thường tí. Tại sao? Nó có chip là này nếu ở bút à? Bắn đâu? Đam để mà 16 cái AK đều min đam, không hiểu. AK vàng. Ủa. Hai đấu 4, trời ơi. Này đang thạch đấu rồi. Đấu rồi. Thôi. Shot. Hai shot, ba shot. Út thì đấy, út ố không mắc bao giờ cả động thân nó móc thằng quỷ này. Ui giời, lọt đi, lọt một tí đầu mà không bắn nữa. Quả này trời ơi, móc nữa. Bên phiêu vàng ngon được mọi rồi. Úi dồi ôi, túi máu AK tỏ viên chết. Bụi bụi đạn của AK chết. Ô căng nhỉ. Headshot. Chẳng phải là một tay bắn AK đã cứng đâu. Thì bắn AK cứt à. Bắn nhiều phạt, chết ngáo ngơ. Đôi lúc không hiệp tốt. Này được chỉnh súng toàn móc máy à. Khẩu AK-103 này đam to hơn bản thường. Hai sót, hai sót, hai sót, hai sót. Úi giời ơi. Bắn bạn tự cái loại bóng là bạn bình thường đầu bắt nó chết thôi. Nó khác biệt nào ở chỗ là bắn nó rồi nó sẽ tạo sự khác biệt giữa AK và bạn thường AK và bạn loại bóng. Tạm tạm hẹn họp AK rất tốt đấy. Hôm nay bạn sướng lắm. Bắt đầu bắt đầu thôi. Bạn không biết đàn. Nếu mà bà đóng tiền nó lùng à. Rồi buồn. Một số này mình sẽ làm. Làm clip sớm rồi. To vãi lộn là sư gà đây. Anh chủ clan anh có hỏi là 240 cân. Bởi bởi này. Làm clip 240 cân nhỉ. Quả này nó có thể cỡ đây. Bạn thường á? Bạn headshot à? Chắc mới có cái viên máu. Headshot. À hoạt động nữa đỡ một nữa thì buồn rồi. Headshot. Đây. Mặt cậu kia đi. Không phải. Mặt trung tâm này. Không có góc nữa.
Đó. Ukraine mày. Ai làm gì có tiền mua mũ headshot. Headshot làm cái tiền. Ông đại gia chơi mũ headshot thôi. Rồi mới làm thế mà. Halloween của ông này chưa hết. Bắt đầu toàn ít đam. Đừng có sọt tốt vãi đây. Mình hết. Hết mất cái mũ đấy rồi. Mũ rồi. Mũ đầu á. Gì. Sao tự nhiên. Sao tự nhiên. Sao tự nhiên. Sao lại clip được. Sao. À đó. Ơ. Ơ. Hết sót. Ôi rồi. À hết sót. Đúng thế. Được ba. Ui rồi. Bắn sai, bắn khẩu đấy. Đây xuống cái đái luôn, 50-50. Đủ ăn được không? Chén cái gì ra chút ra. Ui rồi. Đang kịp càng ấy đi nữa chưa nhờ lắm ổn rồi em top hai shot đi tôi hai shot nhảy hai shot double kill hai shot trời ơi đừng nắm cơ. Người kia phải sọt chán đó. Ôi, cố lên anh em ơi. Để thua. Để thua thì chán lắm. Đồng Đỗ Thu Hiền. Ông thủ thủ. Làm chích nhau. Headshot. Headshot. Nơi nào kia ăn thua rồi. Headshot sao không phải headshot đập kiểu rồi anh em ơi bắn toàn feed vậy trời. Phải quá thay đổi ông ấy thì mệt vãi. Cần bị một phít kéo ra đi xuống headshot. What không headshot headshot mua nhà thạch bảo vệ đầu tôi. Rồi tôi phải đánh 81 không ít vừa không qua ai mà tớ headshot. Ôi ôi chắc chắn vừa luôn đã phi tàu mà chẳng ai đây. Ai mà không nhỉ? Ai cả đây? Một bạn, bạn sói so. Cả đây là chúng ta. Kết hình nhỉ? Là đây các bạn cái nhá. Mỗi hình. Để quá trời. Các bạn sẽ có link rồi. Các bạn thấy